lộ diện ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Theo New York Times, tổng thống đắc cử Donald Trump chọn thượng nghị sĩ Florida làm nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia. Tổng thống đắc cử Donald J. Trump dự kiến bổ nhiệm thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida làm ngoại trưởng. Theo ba nguồn tin của New York Times, ông Trump đang nhanh chóng hoàn thiện đội ngũ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của mình. Ông vẫn có thể thay đổi quyết định vào phút chót, những người này cho biết, nhưng có vẻ như đã quyết định chọn ông Rubio, người mà ông cũng cân nhắc từng muốn chọn làm người đồng hành tranh cử năm nay. Ông Rubio được bầu vào thượng viện năm 2010 và khẳng định lập trường là người theo đường lối cứng rắn về chính sách đối ngoại, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Iran. Ban đầu, Ông bất đồng quan điểm với những người Đảng Cộng hòa hoài nghi về các cuộc can thiệp ở nước ngoài, nhưng gần đây ông cũng đồng tình với ông Trump về các vấn đề như cuộc chiến của Nga tại Ukraine, nói rằng cuộc xung đột đi đến bế tắc và cần phải kết thúc. Ông Rubio là người đại diện trung thành cho ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử ngay cả sau khi không được lựa chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. Người phát ngôn của ông Rubio từ chối bình luận và người phát ngôn của ông Trump cũng không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận về các thông tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trước đó đã chọn hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Wants làm cố vấn an ninh quốc gia, theo hai nguồn tin thân cận của Reuters. Ông Wants, một người trung thành với Trump, từng phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia với tư cách là một đại tá, chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở châu Á, Thái Bình Dương và cho rằng Mỹ phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực. Trong khi chỉ trích chính quyền ông Biden vì rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, ông Wants công khai ca ngợi quan điểm chính sách đối ngoại của ông Trump. Cố vấn an ninh quốc gia là một vai trò quan trọng, không yêu cầu sự xác nhận của thượng viện. Ông Vance sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với trăm về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng và phối hợp với các cơ quan khác nhau. Ông Vance có lịch sử lâu dài trong giới chính trị của Washington. Ông từng là giám đốc chính sách quốc phòng cho các bộ trưởng quốc phòng Donald Zumswell và Robert Gates và được bầu vào quốc hội năm 2018. Ông là chủ tịch của tiểu ban quân vụ hạ viện giám sát hậu cần quân sự và cũng là thành viên của ủy ban đặc biệt về tình báo ông Wang cũng là thành viên của lực lượng đặc nhiệm về Trung Quốc của Đảng Cộng Hòa. Ông Wang chứng minh lòng trung thành của mình với ông Trump vào đầu năm 2024 khi ông xuất hiện tại phiên tòa của Trump vào ngày 16 tháng 5 tại Manhattan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.